Xin chào các bạn, sau khi mà mình vừa mới làm hoàn thành cái món lơ để chút nữa mình xào ấy, thì bây giờ mình sẽ đi tìm thêm nguyên liệu để mình nấu ăn bữa trưa này các bạn nhé. Này các bạn này, đây là dưa leo nhé các bạn nhé, dưa leo của nhà mình trồng đấy. Đây là trái dưa leo mình bị làm giống này các bạn, đây là trái dưa giống các bạn nhé. Đây, những cái trái như này thì mình có thể sắp ăn được rồi. Mình sẽ đi tìm cho các bạn xem cái trái dưa này nó lớn hơn một chút nha. Thôi mất rồi. Đây rồi các bạn này. Đây là một trong những cái trái dưa nó đã lớn rồi thì ăn được rồi đấy. Đây các bạn. Đây này. Rất là nhiều dưa luôn. Trưa nay chúng mình sẽ ăn cơm với dưa kèm súp lơ xào các bạn ạ. Đây này các bạn này, thấy không? Nó treo lủng lẳng ở đây này. Mình sẽ... Wow, ở đây các bạn ơi, một trái dưa rất là lớn. Wow. Nếu các bạn muốn ăn dưa thì để lại comment cho mình nha, thì mình biết địa chỉ để mình sẽ gửi hạt giống cho các bạn. Ok. Wow, trên này còn rất là nhiều dưa nhưng mà nó cao quá các bạn, không thể leo lên để lấy được. Wow, đây này rất là mê luôn. Đây là dưa đồng bào đấy, nên là nó rất là giòn và ngọt. Đó, cảm ơn các bạn theo dõi clip của mình nha. Tạm biệt các bạn. Giờ mình sẽ hái dưa đấy. Ừ nhỉ, quên review nãy giờ xong mình quên không hái dưa. Đâu rồi ta? Nhiều dưa quá mà. Bây giờ không biết là hái ở đâu nữa. Mình đi tìm đã. Đâu rồi ta? Đây đây rồi. Đây các bạn này. Wow. Mình sẽ hái hai quả dưa để ăn bữa trưa nay. Hai quả này. Một quả nữa là ba đi. Sao nó rất nhiều. Mình vừa thấy ở đâu ấy, bây giờ lại quên rồi. Kêu nặng nặng này. Rồi, xem chừng đủ rồi các bạn ạ. Tạm biệt các bạn nha, bye bye các bạn.